À, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay tôi có ngồi ở đây là có bác gì ạ? Bác Luật và bác gì ạ? Sơn. Thì hai bác là có cái kinh nghiệm mà dùng về cái máy máy xoa, máy xoa trát tường ấy, hoàn thiện bề mặt đấy. Thì bác Luật có thể cho cháu một số cái kinh nghiệm mà khi mà bác làm mà cái máy nó hoạt động, nó xoay như thế nào, mình đi như thế nào để người dùng người ta dễ không? Và hiệu quả không? Như tôi thì tức là buổi sáng nay tôi mới làm máy, nhưng mà theo quán tính của kim đồng hồ của cái máy, chúng ta kéo từ trái sang phải thì bao giờ cái độ mịn, độ nhẵn, độ bóng của nó là hiệu quả hơn là đi từ phải sang trái. Đấy, có nghĩa là mình đi theo cái chiều quay của nó, chiều quay của từ trái sang phải. Đi từ sáng giờ tôi đã dùng rồi. Tôi dùng thì tôi thấy cái quan tính mặt nó vừa nhẹ tay. Chứ nếu mình đi ngược độ lại, tức là đi từ phải sang trái nó ngược độ lại của ấy thì nó sẽ vục, nó vục máy. Cho nên là bản thân cái tay nắm làm sao như thế nào để cho đi từ từ trái sang phải rồi theo cái đồng hồ thì cái độ nhẵn của tường nó rất là mịn, nhẵn. Nhưng mà anh đi ngược lại thì có nhiều cái xước, tức là mình cái máy nó quay ngược lại nó có nhiều cái xước. Cho nên là mình đi từ trái sang phải, kể cả xoa trên tường cái này, mình đi từ đây ra lộ lại, xong là mình lại đuổi lộn xuống rồi theo cái nách của góc tường. Xong là mình mới lại quay vòng tròn để quay lộn lại như thế này. Có nghĩa là mình cứ đi làm sao mà đúng theo chiều quay của cái máy được. Cái máy nó quay như thế nào thì mình cứ để cho nó tự nhiên nó quay, chứ mình đừng làm ngược cho nó. Từ sáng giờ tôi tức là tôi cầm cái máy cái tôi phát hiện, tức là tôi thấy có một vài sạn to cái mà anh đi ngược lại cái thì là tự nhiên nó có phía trước. Nhưng mà đi theo quan tính của cái đồng hồ của cái máy, cứ để cho tự nhiên thì mình vừa nhẹ tay mà tường vẫn mịn và nhẹ hơn. Ở đây anh em có thể thấy là bác Luật vừa chia sẻ chúng ta là cái kinh nghiệm dùng máy rất là hay, đúng không ạ? Thì mà bác Luật đây là tôi xin đính chính lại là bác Luật đây là mới dùng máy từ hôm sáng thôi. Còn mà bác Luật cho biết là mới dùng máy như thế, nhưng mà bác thấy cái hiệu quả của máy như thế nào? Và cái chất máy, lượng của cái khi mà dùng máy thì nó như sao? Cái này nếu như đúng ra mà nếu như mà làm đúng tính chất của nó thì là rất là tốt. Nhưng mà nó cũng còn liên quan đến con người nữa. Tức là con người, một là cái tay của mình nó phải là đều. Đúng rồi. Cái thứ hai là cái người cán qua cái bức tường đó là cũng phải có cái kinh nghiệm để cán cái tường cho nó tương đối. Nếu như mà chúng ta cán không tương đối thì chỉ có mượn vào máy không thì chúng ta không làm được. Có nghĩa là mình phải gạt thước mặt cho nó tương đối phẳng. Thì cái máy này bản thân của nó, đường kính của nó đã là 35 rồi. Thì nó như một cái bàn xoa to. Nếu như mà chúng ta không cán thước phẳng mà do máy thì thực ra là không thể thẳng được. Thì cái này bác thấy mà cái này làm là hiệu quả đúng không ạ? Cái này thực tế là hiệu quả. Còn cái về cái chất lượng của cái bề mặt mà khi mà bác làm thì bác thấy thế nào? Bác thấy so với cái việc làm thủ công thì nó có đạt hiệu quả không? Nó có đạt chất lượng của cái này. Nếu như chất lượng của cái máy này mà làm như vậy thì đúng như tinh thần mà bây giờ chúng tôi đang làm từ sáng giờ mà cái máy cứ đều như vậy thì tôi cho là hiệu quả. Mà cái sơn sẽ tiết kiệm được cái sơn rất nhiều. Có nghĩa là vì là chủ yếu công trình nhà dân của mình là mình không bảo, đúng không ạ? Mình sơn trực tiếp. Nên là đối với cái tường như khi sáng bác làm là bác cảm thấy là như thế là sơn sẽ đạt. Cái sơn sẽ đạt. Nếu như mà sơn 1 mét vuông bây giờ, chẳng hạn như ông sơn ông tính là 1 mét vuông giờ là bao nhiêu sơn. Nhưng mà nếu mà làm với cái máy này nó có cái độ nhẵn như thế này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều sơn. Đây đấy. Vâng, anh em có thể thấy được là bác Luật là cái người thợ rất là lâu năm rồi. Hôm nay thì bác được tiếp cận với cái cách làm cái máy xoa mặt mới, và cái độ hiệu quả và cái chất lượng của máy thì bác cũng rất là thấy rất là hiệu quả. Thì anh em có thể tham khảo. Thì cái này tôi cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em. Sắp tới thì tôi cũng sẽ kết hợp chỗ anh Linh ở khu vực Ninh Bình này, máy phun vữa và kết hợp cùng với máy xoa mặt để làm sao mà cho các bác các anh em làm việc là làm sao mà nó nhẹ nhàng nhất, nhưng mà nó phải hiệu quả và năng suất nhất. Xin chào tất cả anh em.